Hello các bạn, hai mình đang chơi chuột nè. Đây, có mấy con chuột cống nè, chuột cống nhum nè. Chuột. Thì mình sẽ cạy cái lông của nó chơi cho nó quay nè. Chuột này ăn là sao? Chuột này ăn ngon lắm, ngon lắm luôn. Chuột này mà mấy bạn ăn hay gọi một bột hai ba bốn gì đó thì chỉ có liền ba mà làm nhanh lắm. Thì mình sẽ kẹp cái đuôi của con chuột kia. Thì mình sẽ kẹp con chuột nào đó. Và mình sẽ kẹp một cái đuôi của một con chuột. Tự nhiên có một con chuột nó lang thang. Và mình đã kẹp. Hết cái này là 2,5 kg. Cái này là 2,5 kg, 30 chuột luôn. Cái này là 2,5 kg chuột chứ 2,5 kg 30 gì? Hết cái rưỡi này là hết cái này là 2,5 kg. Hết này luôn là 2,5 kg nè.